Đến chừng đó bốn phương có giặc, thì chỗ nào cũng có giặc hết trơn, là thiên binh bốn phía tứ di đó. Thì kể sao cho hết chuyện đi, sau này thầy kể còn không có hết chuyện đó nữa. Lớp thì thú ác dữ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng tha, chẳng thôi đó. Kẻ hung chừng đó làm mồi cho bài ác thú đền bầu tổ xưa. Thì đó bây giờ còn mái lọc lừa, thì còn lọc lừa đó, tính là còn cái giờ tu tỉnh được, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Mà biết đục mưa là gì không? Đục mưa thì mình biết tu hiền là biết cái mưa bão tới người ta đi trốn. Đục mưa sau này là cái nghĩa nó vậy đó, nó hiền lành chừng ấy xung vầy, quân thần cộng lạc là mấy ngày vui tư. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem Ngọc Đế giữa trời xử phân. Nó là nói trong cái đại hội hôm qua đó. Rồi mấy thiên hoàng mở cửa cát lân, địa hoàng mở cửa mấy từng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn cho trần, coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cả lòng ác gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân, đó là hết đó. Thì nó diễn biến tới chỗ tam hoàng trở lại là đời thượng quân là hết. Tức là vua Minh Vương lên ngự trị rồi đó. Khổ rắc rối lắm. Bởi vì ông ba có nhá một câu là năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, mà nhặt năm mẹo tháng hợi mới lị tuôn dầm về. Mà ổng cũng nói vậy mà chưa mấy ủ ê, thấy không? Thì chắc là tôi nói trong một năm mẹo tới mình còn quạt bát, còn lo chữa sang đồ được, chứ mà hết năm mẹo rồi thình nó tới bên rồi. Thình tị sức long chiếu cố rồi, tới rồi. Cho nên chỉ còn một năm nữa mà tinh tinh thôi. Còn là qua cái năm kế đó là kể như không có, không có nói gì nữa trơn. Nên lo chết chứ lo là ổn trộn, như lo đói lo khổ này chạy hơn chết luôn không kịp nữa. Bị gì ông ba nói là thình tị là sức long chiếu cố là hai năm đó, mà giận thời tráo thố quán miêu, thấy không tiêu thì cái người không tu là thấy không có tiêu, mà tiêu mới lạ đó. Bị nó tới rồi, ví dụ bữa nay là 28 rồi, thì mới 29, thì mốt phải là mùng 1 tháng sau vậy là đời tới vậy rồi. Nhưng nó kế vậy đó mà ta không hiểu thôi. Cũng như mấy cháu giờ tu cũng kịp thời đó, chứ không phải không kịp. Hồi đó giờ nghinh ngang đảng tử gì, bây giờ biết vô cái một thì cũng còn giữ được. Bây giờ thằng mà Liên Xô đó, nó đâu có làm mà cái chuyện mà như rùi bu, nhưng bây giờ nó nói đâu không có đó rồi, nó mất danh dự nó. Bây giờ đây nó phải tận dụng bằng cái sức lực của nó đem hết khả năng đó. Thằng Liên Xô á là gọi là thằng Akuchin đó, chứ có gì đâu, thì nó đi tới đó. Rồi bây giờ là nó đang lấy cái nước gì đó kế bên mà nó lấy không được, rồi bị Mỹ rồi tiếp người này tiếp người đó tiếp. Như vậy là nó cùng đường, nó là nó phải chơi thẳng luôn là rồi đó. Nó rồi khởi đầu á, trận giặc thứ ba là nó, do nó khởi đầu á. Chứ thằng Liên Xô bây giờ nó cùng đường là nó chơi nguyên tử đó. Ví dụ giờ nó làm thế giới này nó thua Mỹ, thua các nước anh em như Mỹ đó. Nhưng mà cái mà dần dai kéo dài như vậy đó là chờ thời đại thánh tiên trổ mặt, là đang chờ rồi hết cái năm đó tháng đó thì qua cái năm sau nó mới thánh tiên trổ mặt, nó mới đúng chỗ đúng nơi. Thì cũng là kêu mà nhân sự tại tâm, thành sự tại thiên đó. Cái gì cũng do nơi mình, cũng do nơi thế gian làm, mà thành sự thì là cho trời Phật làm được cái việc này. Cho nên trời Phật nói rồi thì có nói đâu có đó là vậy đó. Mình gây gỗ nhau làm cho đã, nhưng mà không chưa đến nỗi mà kéo dài thời gian cái tới cái thời gian của Phật trời ra đời. Khi mà nhân sự tại tâm mà là tại mình ấy, còn thành sự tại thiên. Thì nhân nguyện như tử thiên lý dĩ nhiên. Mà lòng người muốn vậy mà trời chưa cho vậy. Đó. Rồi bây giờ thiên cơ thầy cũng nói trước là mình đâu có muốn vậy, mà trời cho vậy thì không ai cãi được hết. Tới đây cũng vậy đó, đi đến tận diệt luôn. Bởi vì thằng Liên Xô, thằng Akuchin này nó
thất sách, nó mất cái tiếng tăm của nó trên thế giới. Bởi vì khí hùng càng lúc càng tăng, là thằng Liên Xô tăng cho đến tột đầu xăng mới ngừng, thà là chết thôi chứ nhất định nhục quá chịu không nổi, thì nó sẽ chơi thẳng đó. Theo tôi đoán là vậy. Trận giặc thứ ba là nó đó, nó quất thẳng đó. Thì nó quất thẳng rồi thì tới luôn à. Thì nó cũng vừa tới, cho nên năm mẹo tháng mẹo chưa buồn là đây nè, còn có nay 4 tháng nữa thì bước qua năm mẹo rồi. Đúng 4 tháng nữa là bước qua năm mẹo. Rồi năm mẹo là tháng giêng là cái tháng dần. Rồi tháng 2 là mấy tháng mẹo. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi, tức là tháng 10, tức là còn một năm nữa. Còn năm nữa là ông chỉnh tu sao đó, ông chỉnh tu. Còn nếu để tới thình tị tới bên là hết tu rồi. Không phải gì, nó điên đảo thế giới rồi mình cũng không có tu được. Bởi vì là cuối năm thình sẽ lo vận chuyển, thì thình với tị rồi á, thì kể như mình đó là hết cái nói vụ làm ăn, kinh doanh hay cái gì nữa rồi. Qua thình với tị là không còn làm ăn gì nữa đâu. Thế giới nó đủ việc xảy ra đó. Bị cái màn trổ rồi, bị thầy nói cuối năm thình sẽ lo vận chuyển. Sứ Hà Tiên, Linh Hiển, Cơ Quan thì còn gì nữa. Mình không tin coi đó sao. Rồi nhân sanh sẽ hiện một đàn, thì ai mà có tu thì đi một đàn với cái đàn đó. Còn nếu mà kẻ không tu huyền thì chết hết. Người hung chết đất chặt thay đó. Nhìn xem mắt thảm, ngày dài cho dân. Còn những người còn được xác thân thì là đài ngọc cát lên mới kề. Rồi bây giờ kẻ sở người tề, hiền lương đến hội thì cũng kề với nhau mà. Nó, câu đó là của thầy đó. Dạ, thưa ông hai ơi, thì cái thế chiến qua này nếu mà dùng hạt nhân thì cái con người mình sẽ đi về đâu không hai? Nó phải có giờ dùng hạt nhân mà nó dùng rồi, bất quá là nó cũng không có dùng tàn sát lên quả địa cầu này sụp hết sao? Không cho, trời không cho, đất không cho, là biết làm sao không cho không? Thí dụ giờ nó thua, nó tức quá, về nó nói bây giờ phải bấm nguyên tử. Mày nói nó bấm tay thì ta bấm nó, nó cũng tiêu, ta cũng tiêu. Rồi còn gì? Thế giới. Cho nên là nó mới tính bấm nguyên tử thì có chư thần lợi bên nó rồi. Theo tôi hiểu là vậy. Lợi cái là bóp nghẹt nó, cái nó bỏ cái vụ đó. Cũng như bây giờ mày muốn làm giàu thì khởi cái tư tưởng giàu, rồi mà mày phải giết người nào đó mày giật mới giàu, thì cái khởi giết người ta là lỗi rồi. Thì như vậy là chư thần chư thánh nghe là lại bóp hậu mình trước rồi, hoặc không, hoặc cản trở không cho mình làm, không nên việc gì hết. Đó là màu nhiệm, là linh thính chỗ đó đó. Chứ Phật trời ra không có linh, đầm vậy hả? Nhưng mà làm không được, qua mặt trời đất không được. Bởi vì nó kéo dài là nhân quả đó. Yeah. Chỉ là chúng sanh mình phải trả cái nghiệp mà... Trả cái nghiệp mình tạo là cái nhân. Yeah. Mà cái nhân ác á, thì phải trả gấp rút. Đây trong cái thời gần tới tận diệt nè. Mà thầy nói tận diệt nhân gian trực tiên khoa. Đã nói vậy rồi còn gì nó rõ ràng. Mà cái ngày tận diệt hồi đó thầy nói, từ ngày thầy nói cái bài đó cho tới bây giờ á, là 80 mấy năm. Thì nó còn có 7 năm nữa, thì đúng 90 năm là mãn cái nhiệm rồi. Là đến năm là tôi đóng cái chốt là 29 rồi. Thì bây giờ nó bắt đầu qua từ 24, 25, 26, 27 rồi đó. Thì khốc liệt đó. Mà bữa nay là mới có 22. Nhưng mình ráng bồi lập công bồi đức đi. Mấy cháu giờ tin cái đó, mấy cháu giờ ráng tu đi. Cái gì cũng nhịn được hết. Ta sách giao được, mình thì chạy vậy thì có gì đâu lạ. Làm sao cứu được, mình cứu mình chứ mình sao mình cứu hết gia đình. Bất quá cái gia đình nó, cái tánh nó như mình thì là mình cứu được. Còn tánh đâu có giống mình. Có khi nói bề ngoài vậy, trong bụng không có tu, hay trong bụng là còn tính việc này, việc nọ, việc kia. Đều nói theo bên ngoài vậy, cho nó vui vẻ với chồng con, hay nó vui vẻ gia đình rồi sao mình biết được. Cũng như tôi vậy, gia đình tôi nói không ai nghe đó. Bây giờ tôi nói mấy chú vậy chứ còn nghe là người ta không ai, gia đình không nghe tôi câu vậy đó. Có nghe nương nương phần nào vậy thôi.
thì nó có đủ hết trơn. Nạn nước lửa, nạn thần ôn dịch, nạn trái ban thương phần con nít, rồi nạn chìm ghe lão ấu bất tồn là sụp đất, rồi nạn hổ lan ác thú hết hồn nữa, rồi nạn là ó rằng đồ mổ cắn gì đó, nó thay phơi mổ cắn ăn thì nó đủ nạn hết, không mà nó cũng rụp trong một thời gian đó thôi, chứ giờ đâu có. Nhưng tới đây là nó tới một rụp tới liền. Thì tôi nói anh em mà nghe kỹ rồi, thí dụ hồi đó giờ 25 ha, còn xa, còn 5 ngày nữa mới hết cái tháng cũ, rồi 26, 27, 28, 29, thì mùng 1 thì qua cái tháng mới rồi đó. Thì đời nó cũng vậy đó, người ta tiên quyết là sẽ cái con giáp này, thì con giáp này cuối là hết rồi, cái màn lớp hết luôn. Bởi vậy tức hợi nhị niên giai tiền định là cuối con giáp, cuối con giáp 12 nè. Tức chi hợi mà nhị niên giai tiền định là thầy cho biết trước rồi mà thầy đâu có nói cái gì, thì nói vậy à. Rồi tôi tìm không biết tức hợi nào nữa, thành ra nhầm mấy chỗ can chi đó, thì nói là canh niên tàn phá mà tức hợi mới nhẹ mới phục hưng đó, canh niên tàn phá thì tức là cái năm canh là năm canh tí rồi, nó bắt đầu năm canh là bệnh dịch nổi lên nữa đó. Rồi tức hợi là 12 năm sau cuối rồi. Rồi tức hợi mới phục sinh là trở lại đời thượng nguyên thánh đức, hay trở lại đời tân đời mới vậy đó, tới việc đó. Kẻ cổng con chạy giác rồi khóc, của kẻ thì khóc chồng người, khóc vợ, bị đâu phải sống hết. Rồi cái tội ác sao trong đó thì Phật biết chứ mình đâu có biết. Rồi kẻ khóc chồng người, khóc vợ rồi cũng chạy vậy. Rồi tới đó là những người nào có đầy đủ đức thì còn sống, còn không có thì tới đó cũng chết nữa. Vậy thôi. Kẻ bồng con dắt con chạy mà chạy không tới đâu, đâu là cũng chết. Đây là cái lúc đó là lúc lạng lạc đó, lúc tới đó. Cha nọ bồng con vợ khóc quà, tan nát xóm giềng khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước, thì chạy bỏ nhà ai hoài ai ở nhà, chẳng nếu chẳng tin là tin lời gặp thiết tha, nó thì gặp mấy cảnh đó đó. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắt phàm gặp rồng ngay, hãy ráng nghe lời ta mách trước, nó rõ ràng còn gì nữa, không dình đạo đức phải phơi thay. Nó bởi vì phơi thay ở chỗ nào phơi thay, thương ba năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều nam mô, thay không che lấp mà để phơi khô, không nước mà uống người nam mô đạo nào. Rồi mấy ông hỏi tôi nói vậy chứ dùng mà 9 người mà 10 người mà chết, 9 người có người không chôn được, một người chôn cho 9 người nổi không, thành ra để phơi khô chơi vậy chứ không có làm gì đó. Còn bây giờ chết lai rai thì cũng như mình nhổ sợi lông thì mình chôn được, như vậy chết người như mới nhổ sợi lông trong mình à. Thì đó có gì đâu khó. Thì chỗ khác có nói là cũng như 10 phần hết 7 còn 3 đó không? Đó. Rồi hết 2 còn 1 mới ra thái bình đó. Chỗ đó mới đúng rồi đó. Là người tu mới còn thế. Người tu mới còn. Bởi việc tà lập chánh đành rành, ba màu nắm chặt mới nam thành chữ phân, là tức là nữa là nam thành là vua của Việt Nam mình xử cái vụ này. Việt Nam sư hiệu tiền đường là nữa, đến cái thời đó là xử phân cái này. Thấy không hay là những người mà không tin giáo lý thầy mà rồi sao ha? Không tin giáo lý thầy thì coi chừng chết bữa nào không chừng. Nếu bây giờ hồi đó giờ không phản mà giờ phản, coi chừng nó đúng ký rồi thì chết bất tử không chừng. Cái đó của trời làm, trời biết chứ mình sao không biết được. Chừng chết rồi mình mới thấy, mà cái chừng chết rồi thấy rồi tu sao kịp. Thì những người mà tàn bá ác cỡ này sàn lần rồi, tôi nghe ở dưới miệt dưới có rồi, chết dữ lắm. Cái ông bạn đồng đạo tôi cũng lên nói nè, ông nói gì mà chết tuổi già có, trẻ có, anh chết trước năm 10 bữa, nửa tháng, tháng, 2 tháng, cái người em rồi lần tới rồi xóm tròm là miệt dưới. Thưa ông hai, thì theo ông hai nhận định là cái lời tiên tri thầy mình 100% là có hay? 100% chứ không có nói suy dịch một hốt é nào hết.
mà đều nó chỗ nào nó có cái đạn nào là tới đạn nào mới có, rồi còn cái chỗ mà dồn dập á là không chôn được đó là quá khứ rồi, cái đó mới dồn dập mới nhiều. Ông hay chứng minh câu giảng là thầy tiên tri, ông hay như là mắt nhìn ngoại quốc là như vậy. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thê. Yeah. Thì bây giờ ở ngoài nó cũng chết rồi đó, rồi Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Yeah. Giờ mình thấy rồi. Buổi nhập tiệc đó là thầy muốn nói là ở thế gian buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo khói mịt mù văn sát đầy đường. Yeah. Đó là ở thế gian mình không chịu tu, lo ăn chơi xài xí, làm những cái việc mà trái với luân thường đạo lý thì sau này sẽ chết. Nó mà thầy diễn tả buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo khói mịt mù văn sát đầy đường là chỉ thế gian, mà cuộc đời nay như ngựa buông cương, không ai mà chịu tu hết á thì khó dừng lại gió cu lục bụp. Nó rồi nó tới đời nó mới mặt nước biển lô nhô lặn ngập là bắt đầu có tới liền, rồi mình đâu có hay tới, mà có tới mình cũng không tin nữa đó. Thành ra mình cứ việc ăn nhậu chơi bời à. Ừ. Làm dữ làm hung, không phải cái ăn nhậu thì họ đành rồi mà ai cũng phải có ăn nhậu, nhưng mà quá mức quá tải gia đình là mình cũng không kể gì hết, rồi xóm riền hay hoặc xã hội hay cũng không kể, hay là chính quyền mình cũng không nghĩ tới, đó là quá khứ rồi. Rồi trải qua mà tràng pháo mới chịu biết là khói mịt mù văn sát đầy đường, cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó ngừng lại gió câu lụp bụp là mấy đó chừng nào nó mới ngừng chết thôi à. Dạ, dạ thưa ông hai ơi, thì cái chiến sự của nước ngoài nó đang nóng lên. Cũng vậy đó. Cái người Việt Nam mình tu rồi nó có giảm bớt được cái phần nào bên đó không? Mình đây tu hả? Ừ. Mình không tu chỗ đó có tu thì chỗ đó mới có giảm. Ừ. Còn chỗ đó không tu thì mình đây mình tu thì là có hưởng được là hưởng trong nước mình chứ không có đối ngoại. Vậy là cái bình an ở đây thôi ha. Ở đây bình an được rồi. Mà dễ gì bình an. Yeah. Đâu phải tu hết mà bình an. Yeah. Thành ra giờ thế giới vậy mình đau lòng mình thương là tại họ không chịu nghe lời thầy, không nghe lời trời thà Phật thì bây giờ nó tới đó. Thiết tha tha thiết vợ bển là thiết tha tha thiết là chỗ bên thằng gì với thằng Liên Xô quánh nhau đó. Đó là đang tha thiết bển giờ còn gì nữa. Chờ chết với lại khóc la tối ngày chứ có ai đâu mà được như bên mình lo. Mình giờ đây là số 1 là 47 năm rồi. Yên tĩnh như vậy là ai cho cái này? Trời sắp. Nhưng mà tôi chưa dám nói. Tôi chỉ nói trời sắp chứ tôi chưa dám nói gì nữa hết. Chứ tôi nói nữa cũng có chuyện nói nữa. Dạ thưa ông hai, nếu mà cái thế chiến thứ ba này mà nó xảy ra là khủng khiếp hơn cái trời ơi nó trọng đại, nó lớn dữ lắm. Dạ. Trận giặc thứ ba mỏng tợ the là nó mạnh lắm. Bởi vì thứ nhất là cũng chưa đến đổi hung. Đặng để tỉnh thức chúng sanh. Thứ nhì cũng tỉnh thức chúng sanh là năm 39 đó, thầy ra đời đó. Năm 39 là đệ nhị thế chiến. Rồi trận thứ ba này nè là thầy cho biết trước đó. Rồi bây giờ chừng nào nó ra thì ở đây người ta cũng biết. Nó do Liên Xô gây đệ nhị đệ tam thế chiến đó. Dạ. Ông hai, thì cái đệ tam thế chiến này có ảnh hưởng gì sao mà lại nói là lộ dân giáo thì phây thơ ngọn cỏ là như thế nào? Cái đó là nó có cái này là nó cũng là xảy ra do Liên Xô. Ừ. Rồi cái lộ dân giáo là do thế giới. Cái ngày là lập hội đây là nó ở bển đó, Trung Quốc đó, thì nó bắt tay với Miên. Ừ. Nó tấn công mình mà nó tấn công mình tầng ban hậu hận tiên như động là nó tấn công mình nè. Nó cái ranh của mình đây thì mấy ông này ngăn ha, thì qua lộ dân giáo máu tràn như sông là chỗ đó đó, qua không được, mà qua được thì chết hai bên dữ lắm. Yeah. Rồi lúc đó biết sao không? Rồi tứ thánh nói luôn là đổi nhật đổi nguyệt đổi phong đổi đổi mặt trời đổi gió đổi gì cũng đổi hết trơn đó, rồi đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ là lúc mà đổi biến trời biến đất hết rồi đổi hết trơn. Qua lộ dân giáo máu tràn như sông, bị chia giết với nhau hai bên sắp lá cà mà súng ống bắn với nhau rồi tấn qua rồi bên này tấn lại bên này ngăn rồi bên này tấn đòi đất này xâm qua
rồi cũng qua được vậy. Bị Trung Quốc nó mạnh thì nó phải giúp bên chủng bên kia mạnh thì tấn công mình, nhưng rồi nó cũng tiêu diệt hết. Tiêu diệt là không biết không, cái nó chừng mà nó trở về thì đất nó sụp hết trơn. Dạ, thưa ông, vậy là nếu mà vậy là tiếng sấm thứ nhất nổ luôn chưa ông? Cái đó tôi cũng không có nghiên cứu về tiếng sấm đó. Chứ trong ông ba có nói rõ mà tại mình không có nghiên cứu chỗ đó. Hỏi ông nào nghiên cứu coi. Tiếng sấm thứ nhất là báo hiệu vậy thôi. Nhiều môn lắm mà đâu có nhớ hết rồi này nói. Mấy ông nói cái đó là mấy ông mình không biết rồi hỏi rồi ông nói mình hay vậy chứ mình đâu biết đâu mình cãi. Còn cái đó tôi không biết, tôi không dám nói. Cái nào tôi biết tôi mới nói. Cũng như tôi đóng chốt cái ngày tận diệt, cái ngày nào là tôi đã có nói rồi, là tôi đem cái câu của ông Phật nói ra, của bà phái bửu sơn nói ra đó. Nhưng mà cho tôi hỏi câu thì mới được, chứ tôi không sợ ai chứ. Tôi sợ ông trời ông Phật chứ không sợ thế gian ai chứ. Tôi đâu có làm bậy mà tôi sợ. Bây giờ nói tại sao Đức Phật Thầy Giang ra đời 1849 là lý do gì? Từ đó trở về trước cũng có chiến tranh, cũng có thầy ra đời, cũng có nhiều môn phái nước này nước kia, cũng có giáo phái bên này bên kia thì có đủ hết. Nhưng mà kể từ ngày 1849 thì là Đức Phật Thầy Giang ra đời để mà dạy chúng sanh trong cái thời kỳ mạt hạ. Là vì 1849 là thuộc về Hạ Quân rồi đó, cho nên phải có một vị Phật sinh với Ngọc Hoàng cho là dạy đời đặng mà lấy lại một số lương thiện, cho nên thầy mới có nói một cái câu ở trong cái bài này giống hiền xưa bây giờ mới tỉa. Thì tỉa hồi năm 1849 là Phật Thầy Giang ra đời là Bửu Sơn Kỳ Hương. Tôi nói rành vậy cho chú nghe, tại tôi hiểu tới đâu tôi nói rành cái đó cho nghe. Là Bửu Sơn Kỳ Hương 1849, tức là năm đó năm gì? Năm đó là năm Kỷ Dậu. Đó là năm Kỷ Dậu 1849, tức là Việt Nam mình có Phật giáng thế để dạy chúng sanh, để mà xây dựng một số người sống đời thượng cổ, để lập đời thượng cổ mới có vị Phật ra đời là phái Bửu Sơn Kỳ Hương, là Đức Phật Thầy Giang đó. Thì ai mà có biết cái màn của Phật Thầy Giang thì cứ góp ý. Rồi tôi cũng dựa vào cái buổi đầu xuất hiện cái đầu tiên của Phật Thầy Giang là 1849 là năm đó gọi năm gì? Năm Kỷ Dậu. Ra đời năm Kỷ Dậu cũng như Đức Thầy mình ra đời năm Kỷ Mão. Là tại sao Đức Thầy ra đời năm Kỷ Mão? Cho nên đếm từ Kỷ Dậu mà đến Kỷ Mão á là nó chín cái kỷ, tức là 90 năm. Từ Kỷ Dậu mà đến Kỷ Mão là 90 năm. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời năm Kỷ Mão, tức là cái thời gian của Phật Thầy Thái An là đến năm Kỷ Mão, là Đức Thầy ra đời là ở Hòa Hảo là 90 năm. Kỷ Mão năm 1849 cho đến năm 1939 thì tính miệng cũng tính vợ cũng biết là 90 năm rồi. Nhưng mà tôi nói lên là nó có can, có chi. Cái chi á thì là với can á là nó là Kỷ Dậu. Can á thì là kỷ, là chữ kỷ đứng đầu. Mà chi á là chữ dậu, là Kỷ Dậu. Nhưng mà Kỷ Dậu gặp lại Kỷ Dậu nữa đó thì 61 năm mới gặp lại cái Kỷ Dậu.
Cho nên cái giáp là giáp lớn. Rồi tới cái giáp nhỏ là giáp Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ là 12 năm mới trở lại cái đầu lại. Đó là chi. Còn can á, giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, rồi trở lại giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, cũng như tháng nào cũng phải có mùng 1. Quay lại 30 ngày cũng phải có mùng 1. Rồi 29 ngày cũng có mùng 1. Thì nói vậy quý vị hiểu. Nó tôi nói rõ lắm. Rồi bây giờ tại sao mình hậu sanh là một trăm mấy chục năm mà sao mình biết mình tán cái câu đời nó đã sắp hết, lập đời thượng ơn là chỗ này. Thưa quý vị, bây giờ ông ba có nói trong kiển tiên mà tôi chỉ lấy bốn câu để nói chuyện với quý vị. Bốn câu này là thiên cơ, là cái câu chốn dương gian âm phủ mấy miền đồng nhất lý phải suy tiền nghiệm mẫu. Đồng nhất lý là có một mà phải suy tiền nghiệm mẫu là suy sao? Là buộc lòng tôi phải suy tiền là suy lại cái ngày Đức Phật Thầy Đang ra đời năm 49, 1849 là suy tiền. Rồi nghiệm mẫu là cái ngày kết thúc của ngày tận diệt nhân gian trực tiên khoa là ngày nào? Thì tận diệt nhân gian trực tiên khoa cũng là Kỷ Dậu. Thì hai cái Kỷ Dậu trước rồi Kỷ Dậu sau mà ông ba nói là đồng nhất lý phải suy tiền nghiệm hậu, rồi câu này nè mới là rõ nè. Khó xét nổi nhị niên Kỷ Dậu. Ai xét nổi câu đó không? Khó xét nổi nhị niên Kỷ Dậu. Rồi khó trở ra mà có hậu có tiền. Thì có hậu là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Tới đây nè, cây gút cuối cùng của Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng là 90 năm. Còn Phật Thầy cũng là 90 năm, là tổng số là 180 năm. Cho nên cái con số đáp 180 năm là ở thế kỷ 29. Nó. Dạ, dạ, ông hai ơi. Chứ nói thiên cơ cũng hơi cho quý vị tin. Chứ nói tôi nghĩ tôi hiểu của thầy tôi nói, còn mấy ông hiểu của bác thì nói của bác vậy rồi. Dạ, ông hai ơi, cho con hỏi thêm cái này nữa ông hai ơi. Thầy mình cho biết là cái đại nạn sau này có chặn đại nạn Hồng Thủy không hay có không? Có hết trơn. Những cái gì thầy nói là có hết. Nó diễn biến như thế nào? Thì cái diễn biến mình sao mình biết được. Ví dụ về diễn biến là giờ có thể mình đoán theo lương tâm của mình là phạm. Nhưng mà có thể nói ra nó cũng không, nó cũng có thể trúng nhiều trúng ít. Cũng như cái châu, bây giờ cái châu thứ 6 là ở thế giới này mà ở bên Bắc Cực á, là cái châu đó giờ mới ló lên rồi. Là châu thứ 6 không có người. Bây giờ người ta mới khám phá được châu thứ 6. Cho nên lý do có cái châu thứ 6 cho nên hôm đó tôi gặp cái thằng này nó nói mà nói bên đời. Nó nói cái châu thứ 6 giờ được phát hiện. Chỗ đó bị băng không à. Thì ra cái châu đó nó không có ai ở được, không có thú cầm, không có gì hết. Băng không à, là châu thứ 6. Chứ hồi đó tôi nghe người ta nói là cái châu Ác Lăng Tích là bị sụp rồi. Là nó còn có 5 châu 4 biển à. Nhưng bây giờ nó mới nói tôi là cái châu thứ 6. Thì như vậy là cộng cái câu của thầy nói với mà trong kinh đó, thì là có châu thứ 6. Biết sao không? Cái câu giảng ở trong đó có nói gì nè. Hạ nguyên thay đổi gớm ghê, máu hồng lửa đỏ tràn trề khắp nơi. Phải như vậy là phải nó giáp quả địa cầu không? Ha. Máu hồng lửa đỏ tràn đầy khắp nơi, sáu châu ảm đạm khí trời. Nó tôi kèm vô cái sáu châu chứ hồi đó giờ nó năm châu của miễn không à. Rồi mới cái châu này mới lên rồi, hỏi châu gì, nói cái châu này là cái châu băng. Cái thế giới đó là nước không à, băng dính ra không ai ở được, lạnh chết không ai ở được. Nó thành ra sáu châu mới ảm đạm khí trời. Rồi Ngọc Hoàng sắc lệnh mới lập đời thượng ngân. Rồi sấm vang là tiếng sấm nhổ vang đó.
Sấm Giang mới đài lộ Thất Sơn, cái hốt nhiên đổi vật đổi nhân quả cầu, rồi có tiếng sấm nổ là có thay đổi cái ở thế giới. Tiếp đi, nói tiếp. Thay đổi Sấm Giang thì lộ Thất Sơn, hốt nhiên đổi vật đổi nhân quả cầu. À, gì đây câu kế muốn quên nè. Thầy nói là nước ngập tới chán bay cây dầu hay mỏ két gì đó. Đó là nữa là cái châu đó băng xuống nó ngập đó. Cái châu tôi vừa nói đó, châu thứ 6 đó. Là cái châu cơ mà Bắc Cực á. Gọi cái từ là Bắc Cực, châu thứ 6. Dạ thưa ông ơi, nếu mà nước ngập như thế thì cái người tu với người không tu cũng chết chân quá không? Hay. Người tu không tu cũng chết, ai tu làm gì? Rồi thầy nói dốc rồi sao? Cái người tu thì nó đúng chuẩn. Rồi ông hay vậy thì sống nhăn chứ chết nào. Dạ. Có ông làm ba trận mà nhớ á thì ông cũng có tu, thì ông chết thì đáng chịu, cũng như không đủ tiêu chuẩn. Cứu được hiền chẳng cứu người hung, ông bị có hung mà có hiền. Còn ta hoàn toàn ta hiền không rồi sao cho chết. Vậy là người tu đó, đó có nhân thù cứu hay? Có. Bị gì ông biết cái gì bốn ông thẻ là cái gì không? Bốn thẻ nữa đó chừng đó. Ông ba kêu ba nay được ba đêm cho mình ở kịp chương bao này, cho bốn phía biết ba đêm việc trước là cho mình hiểu để mình tị nạn đi bỏ cái chỗ nào mà nó nguy hiểm đó. Âm thinh giao khắp thinh không, ba đêm việc trước mà mênh mông cứu đời, núi tan đất sụp bớ người, di sơn đảo hải mà thương người không tin. Thì ai tin thì đi, còn không tin thì ở trên đi. Núi này nữa nó nổ nó tràn ra hết trơn, nó làm cũng như cái bờ mẫu mà mình đắp bờ mẫu vậy đó, dừng bốn góc. Tôi hỏi anh em, là anh em nói nữa nó chài ra bốn góc thì bốn ông thẻ giờ người ta tìm được hết rồi, nó chài ra bốn góc mà ai vô được trong bốn thẻ đó là người ngon. Sợ mình chết trong ngày này, mới đi tới đây chết rồi, chưa vô chỗ được rồi chết. Cho nên nó có bốn con thẻ. Vì là lúc này mua nhà gần thẻ ở được không hay? Mà người mới mốt thì có chư thần báo cũng mất đi, còn không đi chết. Vậy thôi chứ có gì. À cứu người tu không? Bây giờ mình ta lọ cái sông ta chết. Còn ông là nổ phình, ông mà ông không biết làm sao, có văn thù Bát Nhã có chèo thiền rước mình hết trơn. Văn thù Bát Nhã từ bi chèo thiền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bùm lan, vớt người tu niệm xê sang nó phỉ tình, ai mà ta dạy chẳng nhìn thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Đi đó đang thôi, nó câu giảng thầy đó. Như ông hai nói cái này, người tu với người không tu này, vớt này là vớt là cái vớt cái người mà tu niệm nó không có chết. Ví dụ như người ta rớt đó người ta chìm mất tiêu hoặc là chết, còn mình không chết nhưng mà còn đó thì lại văn thù chạy tới rước. Văn thù Bồ Tát từ bi đó chèo thiền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bùm lan, vớt người tu niệm xe sang vị tình. Thì tu niệm còn ta không có tu niệm thì sao vớt, ai cho mà vớt mà vớt. Năm bảy ngày đêm chặt bóng trời trăng đó là cái đó là nó sao, cái đó biết không, là cái chỗ làm cho chúng sanh đê mê, cũng như mà mình bị một cái trận bệnh rồi nó đê mê hết trơn trọi vậy đó. Đó rồi người nào mà cũng bị trong bảy ngày đêm đó, mẹ đấy con rồi đây sẽ tới bảy ngày đêm bạc lối trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tinh trần chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Đó. Còn nếu mình không có ác thì mình bảy ngày qua rồi mình tỉnh lại. Nó nhiều cách chết lắm. Bởi vì cái ông này ông cũng có công cán nhiều ít gì đây cho nên chết bằng cách khác một chút. Còn ông này quá ác thì chết bằng cách khác một chút. Chứ không có gì lạ. Nó nhiều cái chết. Rồi nó tới cái chết tập thể cái này rồi. Tập thể là chết không ai chôn, là thương ba năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở mới niệm nhiều năm mô,
thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống, rồi Nam Mô đạo nào dù cỡ đó mà ai đâu mà có mình Nam Mô mà ai đâu mà tu niệm nữa, chết nằm đóng nên là thầy thúi chịu không nổi, cái người còn nó cũng trời Phật cứu ra chứ làm sao sống nổi, nổi truyền nhiễm cũng chết rồi. Đó, cái thấm đầu tiên đó tôi cũng biết vậy nhưng tôi nắm không vững, tôi nắm không vững tôi không dám nói, để ông nào nắm vững cứ nói, vì tôi không có coi ông ba nhiều nên tôi không có biết rành cái đó. Còn của thầy thì tôi lấy của đức thầy, tại sao cúi thân dậu y như thượng cổ, tôi mới moi móc những cái đó ra lần lượt mới biết. Rồi thầy nói gì, thân dậu thì là 12 năm có cái thân dậu, rồi biết cái thân dậu nào, cho nên sau cuối cùng mới biết cái thân dậu này là những 12 mai rủi mới ngay là cái thân dậu này. Thì đây là thân dậu 12 rồi. Hoặc là ăn một trái chuối già cui mà ăn hết trơn một nải là cái bà gì đó là cũng lộ vẻ cho mình biết cũng thân dậu này là kìa, hết rốt cuộc rồi. Vậy là trong cái con giáp này là quyết định luôn, quyết định này. Tôi quyết định, nhưng mà ai hỏi tôi cũng quyết định là con giáp này, bị con giáp này nó sẽ đúng đức Quỳnh giáo chủ là cũng 90 năm, mà là Phật Thầy Đan cũng 90 năm đã qua rồi thì cộng chung là 108 thì đủ rồi, còn gì nữa. Mà cái câu là khó xét nổi nhị niên kỷ dậu, là nhị niên kỷ dậu trước là 1839 ủa 49 rồi tới thầy ra đời là nửa cái thời gian đó, thành ra 90 năm, rồi thầy 90 năm nữa là tới đây là đúc kết cũng y gan ăn khuôn hết trơn rồi, càng chi gì ăn khuôn hết trơn rồi. Tôi không có nói chỗ nào lạ nữa đâu, mà ai có nói đâu thì nói, ai có nói 10 năm còn 15 năm nữa 20 năm nữa thì nói, chứ tôi nó không có nói dài vậy, nhưng mà ta nói ngắn thì tùy người ta, còn tôi thì tôi nói vậy mà có tin tin thôi chứ không ai ép tôi đâu có biểu tin, tôi tin ông thầy thì tin thầy để đừng tin tôi, rồi tôi nói đó, rồi thì của ai nói đó chứ tôi không phải, không phải của tôi nói. Thì bây giờ xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão đó. Rồi bây giờ đức Phật thầy thì đã tịch diệt rồi, mà đức thầy mình có cho biết nè, đức thầy mình nói em nay khùng đã hết già quá trẻ đó, đức thầy cho biết rồi chứ Phật thầy mình cũng không chứ cũng không không biết chỗ nào nữa, nên giữa đồng bỗng lại có sông, thành ra thay đổi rồi. Cái câu đó là nó cũng quan trọng nhất đó, mà đức thầy lên tiếng đó, khùng đã hết già là cũng như thầy nói thầy vậy đó. Nay khùng đã hết già quá trẻ là trở lại họ Quỳnh, thì họ Quỳnh này hồi nào 1839 rồi 1939 rồi 1029 này ra được không, rồi phải cộng phải 90 năm nữa không. Cái tôi không có nói gì ngoài cái nói lông qua còn xa lắm, là Di Lạc ra đời gì lăng xăng này. Mà chưa hay là Phật thầy đây coi là coi chừng đó là về Di Lạc đó. Ta là một đệ tử trung thành của đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai không hiểu, bị gì nói lần sần như trần bịch nhĩ không ai biết đâu. Rồi mấy ông đó nói là cho nó kéo thời gian, tại mấy ông chịu vậy thôi, không nói gì, không nói. Chứ bên á, bên thầy mới có nói cái thời gian này á, chứ từ mà thầy trở về trước Phật Thích Ca ra đời đó không có nói gì hết, tu hoài đi chừng nào già chết rồi tu nữa, chứ không có nói cái thời gian lập đời. Thờ chánh pháp ha. Ờ đó. Thầy là chánh pháp trung, tượng pháp cha với chánh pháp. Tại sao thời này các vị đều nói thiên cơ giữ vậy? Thiên cơ đều giữ, bị vậy nó rốt rồi. Cũng như bữa nay là 28 Tết rồi, không xiết ra sao được. Không dọn nhà là... Ừ, 25 thì người ta chưa sẵn dọn nhà rồi, hay là 20 người ta về đi dãy mộ rồi. Rồi ông cái đó còn xa rồi, đức Thích Ca nói sao được. Bị gì đây nữa là hạ quân hạ rồi. Còn hồi thời Thích Ca là hồi tượng pháp với chánh pháp, rồi hạ pháp là đâu có Phật Thích Ca nữa, thì mấy các vị sư ra đời không.
Rồi cuối cùng là Đức Thầy với Phật Thầy là ra đời đó. Chú phải xét vậy đó. Chú về chú ngẫm nghĩ đi, cho tôi nói thật đi. Thì chú về chú ngẫm nghĩ lại đi, đừng cho tôi nói trúng. Rồi cô bác thì cũng chưa tin lắm ông Hai. Không có tin. Lời cuối ông Hai nói gì cho cô bác ta tin đi. Thiên ta gì đó. Bây giờ tôi xin nói với quý vị là quý vị tin theo cái tôi diễn xuất đây cho là cái tình thương đại đồng, mà nói riêng là tình thương trong cái khối của Phật giáo Hòa Hảo, thì quý vị có tin tôi á thì quý vị nhờ, mà quý vị không tin á thì quý vị cứ việc xài xẻ nói gì nói, tôi cũng không buồn. Nhưng mà tại vì tôi biết tôi phải nói, cũng như Đức Thầy biết đời nó sắp mỏng sắp tiêu mà Đức Thầy mới ra giải chúng sanh để cho chúng sanh lo tu nặng còn sống sót, cho nên Đức Thầy mới có nói một câu là giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, dốc chờ ngày bông trổ thơm tho, tuy ngày nay chưa được ấm no, sao được dựa nơi non nhược thủy. Nó đây trưng bày xin nhìn can kỹ đờn những câu tỉ mỉ lung hồn, cho người lành giải bắt nôn, cúi đầu trước mới quy Phật pháp. Còn những người hung người ta không có bắt nôn, người ta không có quy Phật pháp vậy cha, cái người ta không muốn tu rồi. Còn tôi thì tôi nói đó là thật sự tôi muốn hiểu, tôi muốn nói lên cái tình thương đại đồng giữa Phật giáo Hòa Hảo khắp nơi với vậy, với anh em các tôn giáo khác cũng tôi cũng vẫn nói được vậy. Bây giờ sau cùng quý vị nên tin hẳn rằng tôi đề nghị những cái câu của Phật Thầy Tây An và những lời nói của Đức Quỳnh Giáo Chủ ở Hòa Hảo thì quý vị nhận thấy như thế nào, rồi quý vị không tin hay tin gì cũng quyền quý vị. Chứ Đức Thầy thì nói là nó rốt rồi, tôi cũng dựa vào của Phật Thầy Tây An và của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đó. Thầy cũng nói rốt đời rồi, cho nên Thầy mới ra lần thứ chót gọi lời kêu thúc, chứ không có lần nào mà xuống đây kêu thúc nữa. Rồi xin chào quý vị ở đồng đạo bốn phương, tôi xin tới đây xin chấm dứt. Nam mô A Di Đà Phật.